quỷ Địa Tạng Bồ Tát. Con tên là Nguyễn Thế Anh. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng rằng nói về những sự không thể nghi bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật, một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin phát nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y tương tựa nơi ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ khiến cho hết thảy cả tất cả chúng sinh đồng biết đến ngài và quy y ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong đại thánh đủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà xã hội cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo rồi đều sẽ mau sống thoát ni sanh tử mà thánh đạo bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 2, phân thân tập hội, một hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó, phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục 100.000 muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng, vô số thế giới đều được tại cung trời đau nợ. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó đều hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở 10 phương, cũng đều đồng đến số nghìn muôn ức La Do Tha, đồng cầm hương hoa để cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn đời trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sinh tử ở 6 đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của người Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng lúc đó đã đến cung trời đau nợ, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn không rời. Hai, Đức Như Lai an ủi thác: Bây giờ Thế Tôn đưa tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Bồ Tát trong 100.000 muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả thuyết, bất khả lượng, vô số thế giới mà dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trượt giáo hóa như chúng sanh căng cường như thế, làm cho chúng nó điều phục bỏ tà về chánh, nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần chúng sinh quen theo tánh ác, muốn độ chúng đó ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sinh đó có người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thờ liền tín nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới có thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp báo quá nặng nên phải đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sinh mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngoài ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân
các hàng quan thuộc họ hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ly tư bà tắc tư bà di nhẫn đến hiện ra thân thanh văn la hán bích chi phật và bồ tát để hòa độ chúng sinh, chớ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng tôi đâu. Địa tạng, ông xem ta đã trải qua bao bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sinh căng cường đầy tội khổ, thoát khỏi đền tội khổ khó khai hóa như thế này. Ngoài ra những kẻ chưa địa phục được thời phải theo nghiệp thọ báo, nếu nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ. Thời ông lên nghĩ nhớ ta ở cung trời đâu nợ ân cần phó chúc đây mà cắn độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà đến lúc Phật sinh đặng ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bây giờ như hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở khắp thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm và bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn kiếp độ rất rất dìu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Quan phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng xa thế giới, trong mỗi thế giới đó hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, muôn thân đó hóa hiện trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo khỏi hẳn vòng sanh tử hưởng vui niết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảnh lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn, cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng, cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng, cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Lúc ấy Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay ta đã ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh. Xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Om ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha.